Tôn thất thuyết, năm 1835 đến năm 1913. Tác giả Cố Nhi Tân. Sau khi đã được nhượng 6 tỉnh trong Nam Kỳ, quân Pháp đổ ra hoạt động ở Bắc Kỳ và sắp can thiệp đến kinh đô Huế. Chiếu theo điều 20 hòa ước ký tháng Riêng năm Giáp Tuất, 1874, nước Pháp có quyền đặt một khâm sứ tại kinh đô Huế để giao thiệp với triều đình ta. Viên khâm sứ đầu tiên là Rayat, năm Ất Hợi 1875. Nhưng vì triều đình tỏ ra lãnh đạm nên Rayat đóng ít lâu rồi xin đi, Philaster tới thay, năm mậu dần 1878. Trong hồi đó, giữa triều đình ta và tòa khâm sứ xảy ra nhiều việc lôi thôi khó khăn, nào là vua quan ta miệt thị khâm sứ, ngược đãi người Pháp ở Huế, cấm đạo, nhất là lại sai sứ sang triều cống Trung Hoa, sau khi Trung Hoa theo hòa ước thiên tân đã dứt khoát với Pháp về Việt Nam rồi. Đến năm nhâm ngọ, 1882, cuộc giao thiệp của hai nước càng thêm rắc rối. Pháp Hạ Thành Hà Nội làm triều đình và văn thân rất bất hận. Bấy giờ tôn thất thuyết, vốn xuất thân võ tướng đã trải nhiều trận mạc, giữ chức binh bộ thượng thư, đêm ngày chuẩn bị chống Pháp, ông sai cắm cửa ở sông Hương để ngăn tòa khâm với Hoàng Thành, lại xây đồn đắp lũy ở cửa Thuận An để phòng giữ mặt biển, và nơi võ trường lúc nào cũng có binh lính thao luyện chờ dịp cùng quân Pháp khai chiến. Đối với việc Pháp Việt giao thiệp, trong triều chia ra làm hai phe, phe chủ hòa, phe chủ chiến, phe này mạnh thế hơn đang lúc rối ren, vua tự Đức Băng Hà, ngày 19 tháng 6 năm Quý Mùi, 16 tháng 7 năm 1883. Tôn thất thuyết chịu di mệnh của vua, cùng sung chức phụ tránh với Nguyễn Văn Tường và Trần Tiến Thành, nhưng quyền bính ở thuyết và tường cả. Thuyết một mặt lo diệt phe chủ hòa, giết vua dục đức, đầy ti lý vương, một mặt củng cố lực lượng để chủ chiến, thành lập hai đội quân, đoàn kiệt, và, phấn nghĩa. Giết vua dục đức rồi, thuyết tôn em tự đức, hồng giật lên ngôi. Nên hiệu hiệp hòa. Trong khi ấy, thấy thuyết khinh thường hòa ước và quyết lòng triệt đạo. Pháp phái một đoàn năm chiếc chiến thuyền đến bắn phá cửa thuận. vua hiệp hòa cả sợ, phái Nguyễn Trọng Hiệp và Trần Đình Túc ra cửa thuận cầu hòa. Thuyết thấy vậy nổi giận, bắt vua hiệp hòa bỏ ngục và bắt uống thuốc độc chết ngày 18 tháng 11 năm 1883, lên ngôi được 4 tháng. Sau thuyết tôn ưng đồng, 14 tuổi, lên ngôi, lấy hiệu là kiến phước. Tháng 6 năm giáp thân, 1884, vì thuyết vẫn giết đạo và khinh thị người Pháp, nên năm chiến thuyền Pháp lại đến cửa Thuận An yêu cầu chiếm mang cá, chiếu theo như trong điều ước. Vua Kiến Phước ở ngôi được 6 tháng thì bị bệnh mà thăng hà ngày 8 tháng 8 năm 1884. Thuyết phổ ưng lịch lên ngôi, lấy niên hiệu hàm nghi. Nhưng khâm sứ không chịu chấp thuận, thuyết sai đóng cửa thành lại, tỏ ý rằng thuận hay không thuận cũng không cần. Nửa tháng sau quân Pháp đến thị uy đông quá, thiết phải mở cửa thành để vua hàm nghi tiếp kiến khâm sứ pháp tại điện cần tránh bản điều ước mà hai nước pháp việt ký từ bao lâu nay bấy giờ mới đem ra thực thi cuộc bảo hộ thành lập từ đó nhưng cuộc bảo hộ cũng chỉ mới thực hiện về danh nghĩa còn về tinh thần thì chưa vững được vì dân tâm sĩ si khí đâu có dễ gì bỗng chốc vòng tay khuất phục thừa cơ ấy văn thân các tỉnh nổi lên tứ tung còn ở kinh thành tôn thất thuyết cũng nhất định đi một nước cờ chót ông nói phe này ta quyết sống thác với tây một mặt ông sai lập sơn phòng ở Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, đem vàng bạc lương thực chứa chất thật nhiều, một mặt luyện tập binh lính, rèn đúc khí giới, đào hầm đắp ụ, dự bị sẵn sàng. Rồi ông bàn tính với Nguyễn Văn Tường về việc chủ chiến. Trong khi ấy Nguyễn Văn Tường thấy binh pháp mạnh quá, hết lời can ngăn, nhưng thuyết không nghe. Thuyết quyết hành động một mình. Ngày 19 tháng 5 năm Ất Dậu, 1885, Đờ Cúây đem năm quân vô Huế xin nhà vua thiết lập đại trào để chuyển đệ bức quốc thư của chánh phủ pháp. Thuyết cáo bịnh không ra, Đờ Cúây giận lắm, muốn đem quân sang tận bộ binh để bắt. Thuyết bèn nghiêm sức cho quân sĩ dự bị súng đạn sẵn sàng, lại cho thả hết kẻ tù tội ra cho tự do mấy ngày để sau rèn tập làm quân cảm tử. Rồi sai tôn thất chác nửa đêm qua sông sang đánh tòa khâm sứ, Trần Xuân soạn đánh chấn bình đài, truyền giết cho sạch người Tây. Đến canh tư thuyết dẫn một đạo quân tiếp đánh chấn bình đài, tiếng súng đại bác vang cả kinh thành. Mặt khác, thuyết sai vận súng lên mặt thành bắn sang tòa khâm sứ, đạo quân của tôn thất trác cũng khai hỏa xung quanh tòa này rất dữ dội. Nào hay đâu khi quân của thuyết bắn phá thì binh sĩ Pháp đều ẩn cả dưới hầm, đến khi ta nhà hết đạn, họ mới khởi thế phản công. Bao nhiêu đại bác ở trên đài và ở tàu chiến đậu ngoài sông đều chĩa vào kinh thành mà bắn, đạn bay như mưa rào, tiếng vang như sấm dậy, nhà cửa đổ tan, quân bị đạn chết nằm ngổn ngang trong thành tiếng kêu khóc như ong vỡ tổ. Quân Pháp dưới thuyền kéo lên, hùng hộ tấn công, trong thành quan quân tán loạn, mạnh ai nấy chạy thoát thân, chen lấn nhau mà chết thêm một mớ nữa. Sáng hôm ấy, vào khoảng 9 giờ, Thuyết chạy vào trong cung cáo cấp, xin vua Hàm Nghi và Tam Cung mau mau xuất thành, chạy lên Kim Lăng để tạm lánh. Trong lúc quá ư nguy kịch, vua Hàm Nghi chỉ kịp đem theo quả ấn quốc bửu và một ít vàng bạc tùy thân. Quan đô thống Hồ Hiền phò xa giá ra cửa Tây Nam, chạy lên phía tây do ngả kim luông. Quân Pháp kéo vào trong thành, thoạt tiên treo cờ tam sắc lên kỳ đài, rồi sẵn đang hăng máu, tha hồ chém giết đốt phá lung tung. Khi đã hoàn toàn chiếm được kinh thành rồi, mới cho quân đi băng bó cứu chữa những quân sĩ cùng nhân dân bị thương tích, sửa sang các chỗ tàn phá và chôn cất các tử thi. Sau khi The Curay hạ kinh thành, 6 tháng 7 năm 1885, tôn thất thuyết cùng hai con, Đạm và Thiệp, và các cựu thần như Lê Trực, Trần Xuân Soạn, đem vua Hàm Nghi xuất bôn, đi Quảng Trị. Ngày 9 tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi bái biệt tam cung tại hành cung Quảng Trị rồi cùng đoàn ngự đi cam lộ. Tới đây Nguyễn Văn Tường lẻn trốn, tìm đến linh mục nhà thờ Kim Luông xin cho ra đầu thú. Đờ Cú ưng thuận, giao cho phó sứ Hà coi giữ và hẹn cho hai tháng phải rước được vua Hàm Nghi về. Bấy giờ trong chiều bối rối, lập vua mới thì sợ vua cũ phản đối, Đờ Cú bèn cùng Tường làm tờ hiểu thị nhân dân, nói rằng việc giao hảo giữa Pháp Nam vẫn như cũ, và khuyên tường sai người ra Quảng Trị để tâu vua việc giảng hòa và rước xa giá về cho yên đại cuộc. Nhưng tìm đâu cũng không thấy vua. Đờ Cù họp các hoàng thân, đặt thọ Xuân Vương, chú vua tự đức, 75 tuổi, làm giám quốc. Và ngày 6 tháng 9 năm 1885, hết hạn hai tháng hẹn cho tường mà tường vẫn không làm được việc gì, nên y bắt đẩy ra Côn Lôn, sau lại đẩy ra đảo Haiti. Tường chết ở đây ít lâu sau. Đờ triệu Nguyễn Hữu Độ, Tổng đốc Hà Ninh, về chủ tòa viện cơ mật, độ bàn với Đờ Cú Lây lập ưng kỵ, anh hai vua Kiến Phúc và Hàm Nghi, lên ngôi lấy niên hiệu là Đồng Khánh, 19 tháng 9 năm 1885. Chính quyền Pháp xin phong vua Hàm Nghi làm tổng chấn ba tỉnh Thanh Nghệ Tĩnh để chấn an nhân dân miền đó. Triều đình cử Hoàng kế Viêm làm kinh lược sứ để gia dụ vua và đảng văn thân. Hoàng kế Viêm đem quân ra Quảng Bình, nhưng không nên việc. Không thể ở yên được tại Cam Lộ, đoàn ngự lại rút về Sơn Phòng Tân Sở, song quân Pháp vẫn đuổi giết, nên lại phải chạy đi bảo đài, để tìm đường sang Lào. Vùng này rừng rậm um tùm, núi non hiểm trở, đoàn ngự do đường song khôn qua các miền mường Tepon, mường Vang rồi vào mường Mahasai, ngày đi đêm nghỉ khôn xiết nhọc nhằn. Ở Mahasai 15 ngày lại kéo qua Ban Long, dừng chân tại đó thượng tuần tháng 7, rồi qua đèo Quy Hợp, gặp Cao đạt dẫn đường về sơn phòng Ấu Sơn. Vua Hàm Nghi dùng Ấu Sơn làm đại bản doanh. Ngoài việc thôi thúc các võ quan thao luyện quân sĩ và tu bổ thành trì, Tôn Thất Thuyết sai thảo tờ chiếu Cần Vương lấy chữ vua Hàm Nghi phê chuẩn và gửi đi các tỉnh. Chiếu đề ngày 11 tháng 8 năm Hàm Nghi thứ nhất. Lòng chiếu như sau, nước Nam ta ký hiệp ước với nước Pháp tới nay kẻ đã hàng chục năm. Thoạt tiên ta nhượng ba tỉnh Nam Kỳ, hai năm sau, còn ba tỉnh nữa họ lại lấy nốt. Vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, họ còn dùng mưu mẹo lập lãnh sự ở Huế và Bắc Kỳ, bắt buộc ta phải ký hiệp ước mới, rồi lại thêm, Bớt, xóa bỏ không biết bao nhiêu lần, mục đích là quyết tâm xâm lược xứ Bắc Kỳ, Hồng chiếm những đất đai của tổ tiên ta để lại. Nhân lúc nước ta có tang đức rực tôn anh hoàng đế, tự đức quân Pháp kéo vào cửa Thuận An và đốt ấn tín của hoàng đế Trung Hoa Phong cho ta. Họ ép ta phải để họ đóng quân trong hoàng thành, sự bức hiếp đó ta dù kiên nhẫn đến thế nào cũng không thể chịu được. Tháng 5 năm nay, quân Pháp ước hơn vạn người yêu sách ta phải nhượng hoàng thành, lại đòi ta phải trị dân theo luật pháp riêng của họ vì những cơ ấy, hội đồng cơ mật quyết khởi một trận tập công ở Huế. Nếu quân ta thắng thì Nguyễn Văn Tường đón chấm ra ngự tạm tại Nghệ An, Hà Tĩnh, để tôn thất thuyết ở lại Huế lập thế trận. Trước hết, bài trừ bọn theo tà đạo, vì chính những dân theo tà đạo đã hiệp nhất với người Pháp mà phản lại triều đình. Bằng thua, thì chấm cùng với triều đình lánh ra miền Bắc, mưu đổ khôi phục. Cuộc tập công ngày 23 tháng 5 khởi từ nửa đêm, giữ mãi được đến nửa buổi sáng. Quân Pháp chết vô hạn. Bách tính đông quá không sao cứu kịp, cũng chết rất nhiều. Nhưng đấy cũng là mệnh trời, ta tránh sao được. Ngay lúc ấy, Nguyễn Văn Tường theo chấm ra khỏi Hoàng Thành. Tôn thất thuyết tập hậu để phòng quân Pháp đuổi đánh. Không ngờ Nguyễn Văn Tường đổi bụng, lén trốn vào nhà giáo Kim Luông. Còn tôn thất thuyết thì vẫn theo chấm, chống nhau với quân Pháp. Tới Quảng Trị, có tin quân Pháp sai tưởng triệu chấm về và trả lại Hoàng Thành. Nhưng đấy là mưu của họ để lừa ta. Nguyễn Văn Tường đã bỏ vua hàng giặc lại còn trực bắt chấm để nộp cho giặc, tội ấy nặng không biết chừng nào. Mới đây, tường lại sai tôn thất phấn và võ khưu đi xui quan lại các tỉnh bắt chấm. Chấm tin rằng quan lại không khi nào hạ mình làm những việc đê hèn ấy. Ngoài ra tường lại còn mạo chữ Thái Hậu viết thư dụ chấm về. Nhưng Thái Hậu đã ở trong tay người Pháp thì tường bắt viết gì chẳng được. Và trong di chiếu của tiên đế có nói việc trị nước chẳng nên trao cho đàn bà. Nếu ai bắt được dụ ấy nên đốt đi và đừng nói đến nữa núi non cách trở, chấm đi hai tháng mới tới miền này. Sự chậm chế đó đã giúp cho quân địch có đủ thời giờ bịa ra những chuyện làm cho lòng dân chán nản. Hiện nay, chấm cùng với tôn thất thuyết đã tới Ấu Sơn thuộc huyện Hương Khê. Các quan lại trong ngoài đều tè tự cả ở miền này. Văn thân, dân chúng và binh sĩ cũng lần lượt ra giữ tiệc cần vương. Thế nước gặp lúc loạn ly, ta khoanh tay mà nhìn sao được. Tờ chiếu trên này làm cho lòng dân xúc động, các bậc khoa bảng, các nhà phú hào, kẻ có thế, người có tiền, đồng thời mộ dân phu, đổi nhà mình làm trường diễn võ, mang cơ nghiệp giúp làm quân lương. Dăm chục người, vài trăm người, bỏ cày quốc gia cầm gươm, vứt bút lông ra vác súng, rong ruổi lên miền hương khê. Mấy chai núi u tĩnh ở Ấu Sơn bỗng nhiên được thời cơ đổi làm chiến trường. Quan lại các tỉnh ở Bắc Kỳ, trừ một số đã ra hàng quân Pháp, cũng hưởng ứng với đảng văn thân nghệ tĩnh mà khởi nghĩa ở khắp mọi nơi. Nhưng việc này đến tai đờ Cusi y bèn hợp với các tướng Negria, Vrie de Ayo, Uonet để tìm cách dẹp quân Cần Vương, cử đại tá Pecno mang binh từ Huế tiến ra Quảng Bình. Negria từ Nam Định, qua Ninh Bình, Thanh Hóa vô Nghệ An. Hai cánh quân cùng gặp nhau ở Hà Tĩnh. Mục đích de Curay là chẹt đường vua Hàm Nghi và tôn thất thuyết. Vì binh lực Pháp hùng hậu, vua Hàm Nghi nghĩ ấu sơn rồi cũng không thể chống trả được, nên cùng các tướng sĩ chạy lên voi tấn, miền trên tỉnh Quảng Bình, giáp với xứ Lào chỗ biên cương này là một xứ mọi, Trương Quang Ngọc là tù trưởng. Tôn thất thuyết thấy ở đấy nhà vua cũng tạm được yên rồi, còn sự cứu vong thì tự liệu sức mình không nổi, tất phải cầu ngoại viện, bèn quyết định đi Trung Hoa du thuyết. Thuyết tâu vua hàm nghi ở lại đất mọi, và để hai người con hộ vệ, còn mình thì cùng trưởng vệ Trần Xuân soạn dắt nhau sang tàu. Vua hàm nghi nương náu ở đất mọi được hơn một năm, tuy kham khổ nhưng được yên ổn. Sau khi thuyết đá sang tàu, tình cảnh nhà vua lại càng ngán ngẩm bội phần, ít nhiều tả hữu tòng vong còn sót lại, lần lần bỏ đi. Duy còn hai con ông thuyết là đạm và thiệp vẫn theo hầu trung thành và cung kính. Ở nơi Lam Sơn chứng khí, vua bị bệnh thương hàn, nằm liệt trên giường, mỗi khi có động, một người mọi lại lật đật cõng vua chạy. Làng mọi mà bấy giờ vua nương náu là khê ta bao ở miền trên châu tuyên hóa tỉnh Quảng Bình. Chánh phủ pháp phái đại tá Bù đem quân đi tầm nã đã 6 tháng rồi không tìm thấy tông tích nhà vua đâu cả. Trung quanh miền vua ẩn, bọn Lê Trực, Tôn Thất Đảm đóng đồn tuần phòng nghiêm mật. Đảm đóng ở Phát Đài rồi ở Hà Tĩnh để thu nhận thư tín và phân phái quân binh. Lê Trực đóng ở Thanh Thủy, vùng Trung Lưu Sông Danh. Còn Tôn Thất Thiệp thì đêm ngày hầu cận vua. Bất ngờ Trương Quang Ngọc tù trưởng Miệt Khê Ta Bao, bỗng nổi lòng tham phú quý. Dù một tên đồng đảng là Nguyễn Đình Thành lặn lội đi báo tin cho Bulangier và hướng dẫn tên này về bắt vua. Bulangier đem quân tới vây bọc ngôi nhà vua ở, lúc ấy mới độ 7 giờ tối vua và hai người tùy tùng đang mệt nằm thiêu thiêu, nghe động, thầy trò vùng tỉnh dậy, thì quân Pháp đã nhảy vào nắm chặt lấy tay vua. Vua biết là Ngọc đã phản, giận lắm, mắng rằng, thằng Ngọc, mày giết tao đi, còn hơn đem tao cho Tây. Tôn thất thiệp thấy sự thế đã hỏng, vội tuốt gươm ra, định bụng một là giết viên quan võ Pháp để giải cứu vua, hai là giết vua đi để cho vua khỏi cái nhục bị bắt. Xong Bulangia lanh mắt, chĩa súng ra bắn thiệp chết ngay vua bị bắt hôm ấy là 26 tháng 6 năm Mậu Tý, 1888. Sáng hôm sau, chúng để vua lên võng đưa ra ngã hai, kết một cái bè to, trở về đồn Thanh Lang. Tại đây, quân Pháp đã dựng nhà riêng kết hoa lá để chờ sẵn, khi vua đến, lính bồng súng chào, nhưng vua lấy tay áo che mặt, nước mắt giàn rùa. Quân Pháp lặng lẽ lui ra tỏ vẻ kính cẩn vị đế vương có nghĩa khí vua đồng khánh sắc cho quan tỉnh thừa thiên phái quan đưa vua về kinh và truyền bộ binh cử người ra địa đầu thừa thiên ninh tiếp sửa dọn nơi riêng cho vua ở nhưng rayat bàn với viện cơ mật nên để vua ở nơi khác vài năm đợi yên lặng hẳn hãy đón về ấy chỉ là lời nói ngoại giao kỳ thật rayat đã nhận được lệnh ở pháp qua nói nên để vua ở ao để ngài được nghỉ ngơi cho bù lại những sự thiếu thốn nhọc nhằn trong lúc phiêu lưu nơi rừng núi kế đó họ đưa vua đi đông ca đến 13 tháng 1 năm 1889 họ dẫn vua ra cửa Thuận An đắp tàu, La Comet, vào Sài Gòn, sang tàu, Biên Hòa, đi Ao Được tin vua bị bắt, tôn thất đàm ở rừng Hà Tĩnh, đâm ra chán nản, hạ lệnh cho tướng sĩ ra đầu thú, rồi viết hai bức thư, một bức dâng vua hàm nghi, tạ lỗi đã không toàn sứ mạng, một bức cho viên đồn Pháp ở thuận bài xin cho quân mình ra hàng. Đoạn ông nói với các thuộc hạ, nếu Pháp muốn biết ta ở đâu thì vào rừng mà tìm mà ta hôm ấy là 15 tháng 11 năm 1888. Hai ngày sau, các bộ tướng ra đầu hàng Boulanger ở Đá Cờ. Sau đó Lê Trực cũng cho quân ra quy thuận ở Thanh Lang, trong họ quần áo tả tơi, cũng đủ thấy họ đã chiến đấu gian lao vô cùng. Song họ vẫn giữ được khí phách hiên ngang không chịu nhận quan chức gì cả. Trương Quang Ngọc, cách đó ít lâu, bị bộ tướng của Phan Đình Phùng vào giết tận nhà. Tôn thất thuyết để vua ở lại Sơn Phòng, rồi dọ đường núi ra Thanh Hóa, ngược dòng mã lên Lai Châu, sang Vân Nam cầu viện. Tổng đốc Vân Nam cho đưa qua Quảng Đông. Khi đến Long Châu, một thị trấn ở phía nam tỉnh Quảng Tây, cách Lạng Sơn 50 cây số, gặp một quan nhà thanh trước có theo quân cờ đen là Dương Cảnh Tùng mách bảo rằng tình trạng nhà thanh lúc ấy cũng không hơn gì nước Việt. Thiết đâm ra thất vọng và hối hận vì ôm chi lớn bảo vệ non sông và bảo vệ vua, mà non sông không giữ được, vua thì bỏ lại giữa đường. Dần dần ông thành loạn óc, ông ở Long Châu chẳng thu lượm được một kết quả gì. Mỗi ngày ông ra bờ sông Tả Giang cầm gươm chém đá cho hà giận, bởi vậy người Tàu gọi ông là Trảm Thạch Công, và đến năm 1913, ông tạ thế. Có người điếu đôi câu đối, thủ nhung bất cộng đái thiên, vạn cổ phương danh lưu tưởng quận hộ giá biệt tầm tĩnh địa, thiên niên tàn cốt ký Long Châu. Nghĩa là, thủ ngoài không đội trời chung, muôn thở tiếng thơm ghi tượng quận giúp chúa riêng tìm đất khác, ngàn năm xương trắng gửi Long Châu.